Chào các em học sinh lớp 9, cô là Phan Thị Lộc, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Hôm nay cô cùng các em đi ôn tập chương trình học thứ 2, môn lịch sử 9. Hôm nay ta ôn lại chủ đề 4, Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 đến toàn quốc kháng chiến năm 1945-46. Chủ đề 5, Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1945-45. Cô xin lỗi 54. Câu thứ nhất là kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch biên giới năm 1950 là gì? Đáp án đúng đó chính là D, bảo vệ căn cứ Việt Bắc, kế hoạch như V của Pháp bị phá sản. Câu hỏi thứ hai, ta đã đề ra phương châm chiến lược như thế nào trong đông xuân năm 1953-54? Đáp án đúng là D, tích cực chủ động, cơ động linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng. Kế hoạch Nava được Pháp Mỹ thực hiện là nhằm, đáp án đúng đó chính là C, xoay chuyển cục diện chiến tranh có lợi cho Pháp. Câu 4, kế hoạch quân sự Nava được chia làm mấy bước, đó chính là đáp án đúng là A, 2 bước. Câu 5, tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoãn nhân dân, nhân nhường Pháp là vì? Đáp án đúng là C, vì Pháp và Tường đã bắt tay cấu kết với nhau để chống ta. Câu số 6, khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với nền độc lập tự do của đất nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945? Đáp án đúng là D, chính quyền cách mạng còn non trẻ. Câu 7, chính Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện tuần lễ vàng, quỹ độc lập nhằm mục đích gì? Đáp án đúng là A, giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước. Câu 8, lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hòa hoãn với Tường Tử Thạch để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tường? Đáp án đúng là đáp án C, chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ thù mạnh. Câu 9, thực dân Pháp cho nhảy dù vào vị trí nào trong cuộc tiến công căn cứ Việt Bắc năm 1947? Đáp án đúng là C, cho Bắc Cảng. Ta đi tìm hiểu chủ đề 6, Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Câu 1, theo Hiệp định Geneva, quân đội hai bên phải ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực trong thời gian bao nhiêu ngày? Đáp án đúng là C, 30 ngày. Sau Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Đáp án đúng là B, đất nước chia cắt hai miền dưới hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. Câu 3, Pháp rút khỏi miền Nam, Mỹ nhảy vào, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền để thực hiện âm mưu gì? Đáp án đúng là B, chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và văn cú quân sự. Câu 4, chiến lược chiến tranh cục bộ năm 1965 đến năm 1968 của Mỹ ở miền Nam Việt Nam được thực hiện bằng lực lượng nào? Đáp án đúng là đáp án A, quân đội Mỹ, quân đội đồng minh và quân đội Sài Gòn. Câu số 5, trong chiến lược chiến tranh đặc biệt năm 1961-65 ở miền Nam Việt Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực hiện biện pháp nào dưới đây? Đáp án đúng là C, mở một cuộc hành quân tìm diệt. Câu 6, trong giai đoạn năm 1945-75, rừng sát chiến khu D, Bình Ba, Hồ Cạn là nói về di tích lịch sử nào? Đó chính là C, căn cứ kháng chiến của quân dân Đồng Nai. Câu số 7, địch xây dựng thành cánh cửa thép để bảo vệ Sài Gòn. Đáp án đúng đó chính là ở Xuân Lộc. Đầu năm 1976, tỉnh Đồng Nai được hợp nhất từ 3 tỉnh. Đó chính là tỉnh nào? Đáp án đúng là A, Biên Hòa, Tân Phú và Rịa Long Khánh. Câu tiếp theo, tháng 12 năm 1986, Đại hội Đảng
Lần thứ 6 của Đảng đề ra đường lối đổi mới đó chính là gì? Đáp án đúng là A. Xây dựng đất nước theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu tiếp theo, đồng khởi có nghĩa là gì? Đáp án đúng là C. Đồng loạt đứng lên khởi nghĩa. Âm mưu thâm độc nhất của chiến tranh đặc biệt là gì? Dùng người Việt đánh người Việt. Yếu tố nào được xem là xương sống của chiến lược chiến tranh đặc biệt? Đó chính là ốc chiến lược. Thắng lợi quân sự của ta mở đầu trong chiến lược chiến tranh đặc biệt là C. Ấp Bắc. Ngày 23 tháng 6 1966, bộ đội đặc công của đã tấn công gây thiệt hại nặng ở Mỹ, ở Đồng Nai, đó là trận đánh ở nào? B. Tổng kho Long Khánh. Tính chất ác liệt của chiến lược chiến tranh cục bộ thể hiện ở những điểm nào? Đáp án đúng là D. Mục tiêu tiêu diệt quân chủ lực của ta vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam Việt Nam? Đáp án đúng là B. Quân đội Mỹ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn. Âm mưu cơ bản của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là gì? Đáp án đúng đó chính là D. Dùng người Việt đánh người Việt. Vì sao Mỹ buộc phải tuyên bố Mỹ hóa trở thành chiến tranh xâm lược và thừa nhận sự thất bại của Việt Nam hóa chiến tranh? Đáp án đúng là B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972, ta đã giáng nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Nguyên nhân trực tiếp nào có ý nghĩa quyết định nhất buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973? Đáp án đúng là C. Do Mỹ liên tục thất bại quân sự trên chiến trường Việt Nam, nhất là trận Điện Biên Phủ trên không. Tinh thần đi nhanh đến đánh nhanh thắng và khí thế thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng, đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong chiến dịch nào? Đáp án đúng là đáp án C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Paris đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì? Đáp án đúng là C. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh Ngụy Nhào. Nguyên nhân nào có tính quyết định đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta? Đáp án đúng là B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975 là một bước tiến mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954? Đáp án đúng là D. Chiến dịch Hồ Chí Minh đưa đến việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì? Đáp án đúng là D. Bình định trên toàn miền Nam. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? Đáp án đúng là C. Có vai trò quyết định trực tiếp. Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Geneva về Đông Dương năm 1954? Đáp án đúng là B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân trực tiếp nào khiến Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris vào ngày 21 tháng 1 năm 1973? Đáp án đúng là D. Do Mỹ liên tục thất bại trên chiến trường Việt Nam, nhất là trận Điện Biên Phủ trên không. Ý nghĩa quan trọng của phong trào đồng khởi là? Đáp án đúng là D. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển tư thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì? Đó chính là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Trong giai đoạn năm 2010-2015, cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai chuyển dịch theo hướng nào? Đáp án đúng là B. Giảm nhẹ ngành công nghiệp, xây dựng phát triển mạnh ngành dịch vụ.
chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh giống so với chiến lược Việt chiến tranh cục bộ về, đó chính là về mục đích của chiến tranh. Nguyên nhân trực tiếp nào có ý nghĩa quyết định buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris? Đáp án đúng là C, do Mỹ liên tục thất bại trên chiến trường Việt Nam, nhất là trận Điện Biên Phủ trên không. Điểm tương đồng giữa họ nội dung của Hiệp định Geneva Đông Dương vào năm 1953, 54 cô xin lỗi, và Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam là chính là các nước cam kết tôn trọng những quyền độc lập cơ bản của nhân dân Việt Nam. Nguyên nhân nào có tính quyết định đưa đến thắng lợi của chiến kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Đó chính là sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng. Phần tự luận, em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nguyên nhân thứ nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo. Nguyên nhân thứ hai, nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Nguyên nhân thứ ba là vai trò của hậu phương vì miền Bắc không ngừng lớn mạnh. Thứ tư là sự đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc ở Đông Dương, sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của lực lượng cách mạng hòa bình dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Câu 40, em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thứ nhất, đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm kháng đấu tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc. Câu 41, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam như thế nào? Nhất là dựa vào ưu thế quân sự với quân số đông, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, Mỹ vừa mới vào miền Nam đã mở ngay cuộc hành quân tìm diệt vào căn cứ của quân giải phóng ở Vạn Tường, Quảng Ngãi. Tiếp đó Mỹ mở liền hai cuộc phản công chiến lược ở mùa khô Đông Xuân 1964-65-66 mùa năm 1966-67 bằng hàng loạt cuộc hành quân tìm diệt và bình định. Tiếp theo là so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Giống nhau, thứ nhất đều là hình thức xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ. Thứ hai là đều sử dụng vũ khí, trang bị, kỹ thuật và phương tiện chiến đấu của Mỹ. Và đặc biệt ở đây là Mỹ chỉ là cố vấn quân sự. Khác nhau về thời gian. Chiến tranh đặc biệt năm 1961-65, chiến tranh cục bộ năm 1965-68. Biện pháp là của chiến tranh đặc biệt là quân đội tay sai do cố vấn Mỹ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ. Bên chiến tranh cục bộ là sử dụng quân Mỹ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn, mà Mỹ là người trực tiếp chỉ huy chiến lược này. Câu 43, so sánh chiến lược chiến tranh cục bộ năm 1965-68 và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh 1968-73 của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Qua đó em hãy đánh giá về tội ác của Mỹ đối với nhân dân ta. Giống nhau, đều là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và gây ra chiến tranh phá hoại miền Bắc. Khác nhau về lực lượng. Cục bộ là quân đội Mỹ đồng minh và quân đội tay sai miền Nam. Còn Việt Nam hóa chiến tranh là quân đội tay sai miền Nam, chủ yếu là quân Mỹ phối hợp bằng hỏa lực và không quân. Quy mô tiến ở cục bộ tiến hành ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Còn ở đây là tiến hành ở miền Nam và phá hoại miền Bắc, đồng thời mở rộng chiến tranh toàn Đông Dương. Còn vai trò của Mỹ, chiến tranh cục bộ là Mỹ trực tiếp đấu tranh, vừa làm cố vấn quân sự,
còn chiến tranh Việt Nam hóa chiến tranh là Mỹ phối hợp chiến đấu, vừa làm cố vấn chỉ huy và đánh giá thông qua việc cung cấp vũ khí, phương tiện chiến tranh, tàn sát, hủy hoại tài nguyên con người và thâm độc dùng người Việt, chỉ người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Đó chính là cái tội ác của Mỹ đối với nhân dân Đông Dương và Việt, đặc biệt là Việt Nam. Nêu những điểm nào thể hiện sự đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng. Thứ nhất, linh hoạt ở đây là gì? Kế hoạch là 2 năm, nhưng nếu thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975. Tính đúng đắn, kế hoạch được đề ra trên cơ sở nhận định đúng đắn tình hình, so sánh người người ở miền Nam thay lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng, theo là tranh thủ thời cơ đánh nhanh, giữ gìn tốt cơ sở vật chất, công trình văn hóa. Chủ đề 7 thì chưa học. Cô chúc các em ôn tập tốt và làm bài tốt trong kỳ thi học kỳ 2. Cô xin chào và hẹn lại các em.